Xin chào mọi người, là Ren đây. Hôm nay thì mình sẽ đến với video sờ bạc. Hôm nay thì mình sẽ sờ bạc của bạn có nickname là Quốc Thảo. Cái này là Quốc Thảo nha. Ok, bạn này lên tàu là 133 ngày rồi. Lần đầu tiên đăng nhập là ngày 18 tháng 6 năm 2021. 133 ngày, newbie, level 68. Để xem nào. Bạn này nông dân không đồng luôn. Ê, những bạn không đồng thì bạn ấy chưa có nạp những cái mốc nạp này. Không có nào thể tháo luôn, không không đồng luôn. Ok, để xem dàn Valkyra của một newbie nông dân. Từ từ lướt đến cuối làm gì không biết. Xem nào, bạn này có Spinatera thì free thôi, cho nên là bạn nào cũng có. Silverwing, Ron được ra Silverwing rồi này. Ủa, Ron là mỗi Silverwing á? Đâu nữa? Hatcher Vision. Bạn này có mỗi Silverwing thôi. Chắc là bạn này đầu tư hết vào Silverwing rồi. Ok, đầu tiên là biển ngạn song sinh. Từ từ. Đây mới là đầu tiên chứ. Đầu tiên là Caron Pepper. Bạn này có khóa vô tồn, mít, kiếm gãy, top boss, Akuta, Gawa. Chưa có đồ Raven có cái điệu văn ba đêm này. Công chúa định tội fit. Fit thì có điệu văn ban đêm rồi, chưa có Wang Jianjin nên là mình lắp Darwin cực mạnh. Sau bao nguyên tố điện rất là ngon. Sele cầm một full set Marco Polo. Bạn nào mới chơi thì những cái set Marco Polo này nó support item lắp cho những Valkyra gây sát thương vật lý rất là mạnh. Nó buff rất là nhiều, nhất là cái mid này này. Cái mid nó buff rất là nhiều luôn mọi người. Sát thương mạo kích tăng 25%, khi số hit trên 30 sát thương bạo tăng thêm 25% nữa là nó buff được hẳn. Ủa cái gì đây? Nó buff được hẳn 50% sát thương bạo kích, rất là nhiều luôn. Ấy, từ từ Spinatera đó. Spinatera chưa có chấn à? Bạn ấy mới chỉ có cái top Rana thôi. Mid boss chiêu hoàng chưa có chấn thì hơi bị thọt một tí bạn ấy. Cố Ron được ra cây trận thì tốt. SA cầm là gì vào thánh 11. Mithalia xanh. Chưa có cánh diều cũng chưa có thủy kính. Bom anh đào cũng chưa có đồ này. Nếu chúa không có cày. Có mít Muratai Himiko luôn. Ô là trời. Thứ sinh ngân dược. Độc nhận cơ bản bởi Ron ra thứ sinh ngân dược. Bạn ấy có mít, à nhầm, top boss bởi Ron ra thứ sinh ngân dược rồi. Thiếu mỗi cái mít, à thiếu chấn nữa. Siêu Wing mà thiếu chấn thì chắc là cũng hơi bị thọt nhỉ. Hazomuni lock boss Shakespeare top mid Scott Hatcher Brisson Eden full chest Scott luôn. Joanna cũng mới chỉ có khóa chân lý. Quả rồi, pha lê của bạn ấy đâu hết rồi, không thấy có đồ nhiều. Và kia ra đánh S thì cũng không có mấy. Hơi chưa gửi The Void. Không có đồ. Ôi là trời. Nói chung là cái dàn Valkyra này thì bạn mình nghĩ là bạn ấy nên Ron Herschel Flameshine lần đầu tiên này. Đây này. Sau đó thì bạn ấy có thể Ron thêm Vân Mạc Đáng Tâm Herschel Champion. Đâu rồi, Ron thêm Palatinus nữa là ok. Ron thêm cả mua bút này rất là nhiều Valkyra để do Ron. Cũng chơi 100 mấy ngày mà sao dàn Valkyra hơi bị thọt nhỉ. Có vẻ nông dân này hơi bị nhỏ. Vũ khí mà đây có top border Silverwing này. Rất là nhiều cái thánh lẻ tẻ luôn. Mid Muratai Himiko, mid kiếm gãy, boss Shakespeare, mid phục hy. Mỗi thế thôi. Chắc là pha lê bạn ấy đổ hết vào cho Ron Valkyra rồi, nhưng mà chắc là tải cái dao ấy. Level 68 thôi. 68 thì chắc là đang ở khu khu nào nhỉ? Khu cam. Ủa? Đang đánh thì mọi người, bạn ấy đang ở khu trung. Không phải ở khu cao, đang ở khu trung. Xếp hạng là 56 đến level 69. Khu sơ là từ level 20 đến level 55 hay sao? Còn khu cao là từ level bao nhiêu? 70 đến level 80. Để xem nào. Tuần trước thì bạn ấy xếp hạng 30,78%. Kasumi 13.000 điểm, đã mua hợp 35.960 điểm.
Vực thì bà này đang ở vực đau khổ. Đau khổ mấy? Cái này mình không biết là đau khổ mấy, nhưng mà ôi được ít pha lê vậy, được có 60 pha lê thôi. Đau khổ luôn, nói chung là này chắc là nông dân tạch quét đây mà. Ok, mọi người đến trường kênh nhé, mình sẽ đến với hạc thứ hai đây. Ok, mình đã quay trở lại với hạc thứ hai đây. Anh này của bạn có nickname là Hanki level 82, có cả Palatinus đứng cầu tàu luôn. Bạn này thì lên tàu được 348 ngày từ năm 2018. 2018 mà mới được có 348 ngày đó. Thế thì chứng tỏ là có bỏ game giữa chừng rồi. 248 ngày là chưa được 1 năm luôn. Ồ, bạn này mua hết chỗ pha lê rồi này. Kế hoạch vừa lấy, mọi người còn nhớ kế hoạch vừa lấy mình sâu không, là nó vẫn còn mấy cái dòng chữ vàng vàng ấy, là lần đầu nạp bonus thêm pha lê chỉ duy nhất một lần. Còn bạn này thì không còn mấy cái dòng chữ đấy rồi, chứng tỏ là bạn ấy mua hết rồi. Đây này, bạn ấy mua cái gói 1 triệu này, 449.000, 219.000, 109.000 và 22.000 là bạn ấy mua hết rồi. Wow, well vậy. Còn mỗi cái gói 2 triệu 199.000 là bạn ấy chưa có mua. Có mua cả thẻ tháng luôn. Ô là trời. À, tính xương xương chỗ này là 1 triệu 099.000 là 1 triệu mốt này. 1 triệu mốt với lại 449 là 450, cứ gọi như cứ coi như là 1 triệu 5 đi, 1 triệu 7, 1 triệu 8. Đấy. À, xương xương cái chỗ này hết 1 triệu 8 rồi. Ô là trời. Nạp 7.520 pha lê chắc là có nạp thẻ tháng. Cái nạp X2 này thì lâu lâu nó sẽ reset một lần. Mình không biết là chính xác thì cứ chu kỳ bao nhiêu lâu thì nó có thể reset. Bạn nào biết thì có thể comment xuống bên dưới để cho mình biết nhé. Ok, nông dân không không, cái này không phải nông dân nữa rồi. Cái này là wow rồi. Nhưng mà chưa chơi cũng chưa được 1 năm luôn. Đấy, còn một vài nhân vật mới chỉ ra Nga thôi. Để xem nào, dàn Valkyria. Ừ, bạn này level 80. Level 82 bạn này. Gì vậy, bạn này mới đột phá sư bạn thôi. Cho nên chắc là, nhưng mà bạn này thiếu thiếu cả gà tiên lẫn gà điên, hơi chậm xen tiền với lại vân mặc đan tâm. Nếu như đang ở level 82 thì thiếu hai nhân vật này thì hơi bị thọt nhở. Trụ sen đỏ nó hơi mệt đấy, thậm chí là không, mình nghĩ là không trụ nổi đâu. Bây giờ toàn kiểu sen đỏ nó là nơi cư ngụ của mấy con whale chúa rồi. Ok, mình sẽ sâu từ kia này trở đi. Đầu tiên là hơi chơi hợp voi vùng đất từ vô battery, vẫn còn dùng set battery cửa. Hơi chơi hợp flare cầm ở vùng đất rực lửa và re level 60 60 top mua tay Himiko mid boss Thales, có chấn có top rồi thì một cái mid với lại cái boss nữa là bạn ấy full rồi. Và không quên đầu tư cả bộ skin Time Runner này, rất là nhiều người đầu tư vào bộ này luôn. Cái bộ này thì 9.600 pha lê. Ranger ở đây giờ mới là rank A thôi. Tiếp theo là gì, mây. Mây thì bạn ấy chưa có cả Lightning Queen lẫn hơi chơi Thunder. Tiếp theo là bờ ra, đầu tiên là Hasubuni. Hasubuni rank 2S có Bunny 19C rồi và có cả top boss như Ganyu, Mid Rasputin. Thiếu mỗi cái Mid là bạn ấy full rồi, rất là ngon. Hasubuni rank 2S có Ganyu thì support đam băng rất là mạnh. Tiếp theo là hơi chơi Vision rank F1 vùng đất chân lý Khải Huyền, mid boss Ana. Thiếu một cái top nữa, bạn này lại thiếu top này. Thiếu cái top nữa là bạn ấy full full gear của Hunter và Risen Warp Down, chưa có Silverwing. Ok, không biết là có nuôi gì Himiko không, xin chúa VKE. Hình như là có vẻ không rồi, cầm kiếm thiên hỏa là thấy sai sai rồi đấy. Kiếp diệt mới đúng. Top mid boss vua nhạc sư, full set vua nhạc sư luôn. Chưa có mở khóa bờ lút lâu. Tiếp theo là giáo giáo chủ Terry. Teresa rank sắp lên 2S rồi. Top thì kính level 1. Ủa. Hết. Hết sạch nguyên liệu luôn. Level 1 luôn. Trời ơi, nâng. Nâng lên 6 sao rồi cuối cùng hết nguyên liệu để nâng tiếp. À không, cái này là 5 sao. Nâng lên 5 sao cuối cùng là hết nguyên liệu. Ô là trời. Đau khổ vậy. Chỉ có cánh diều. Mới chỉ có một cái top thủy kính thôi. Saki Fire thành giá Cherry này. Ghost Caron Paladin. Paladin cũng có cây Hecate rồi, đang trong quá trình cày cuốc thêm. Tiếp theo là gà. Gà thì bạn ấy đều thiếu mất hai con gà nó VIP nhất game rồi, là hơi chưa xem tiền với lại vân mặc đan tâm thì bạn ấy đều chưa có này. Quickly rank 8S cầm là DC Comics.
Top Bonnet Mid Ishikawa Gemon Best Boss Menoret Thức Tỉnh. Thế là Rita này, Rita thì Fallen Rosemary chưa có, nhưng mà được cái là có Spina Atera, bà này có Top Mid Rangar rồi. Panda thiếu cái boss nữa là bạn là full được set huyết thánh nhưng mà chưa có chấn. Level 82 rồi mà Spina Atera thiếu chấn thì hơi thỏ. Bạn này cũng có chưa có vận mạng an tâm để đi support nữa. Arena Ultimate rank S1 chưa có Sakadi à. Chưa có mở khóa Fallen Rosemary luôn á. Fallen Rosemary thì cày được mà nhỉ. Không có ý định cày ra ấy. Ya Sakura Ua cầm một ngựa tinh đao hàn ngục băng thiên. Flacio cũng có cây Irazia lên máu rồi này. Bí ẩn trong đêm Raina luôn không có cày. Kailen thì cũng cùng chung số phận thôi. Chiamalin. Bạn này có vẻ là cái kho đồ nó hơi bị hạn hẹp một tí nhỉ. Siêu có Slipper Dream, Kapka Mid Dicken, Đặc Công Blueberry rank A. Xe đây thì mới chỉ có mỗi SP rank 2 ấy, cầm ở đồng dao. Chứ có bình hạn song sinh cũng chưa có nick. Bạn này Ron đầu tư hết vào đu hay sao ấy. Có cũng có cây chấn và có cái mid rồi. Mid BNK sân khấu, cái mid này rất là mạnh. Bạn này lắp thêm Top Bot Elysia là quẩy cũng được rồi, bạn này có chấn rồi. Nâng đột phá siêu ăn mắc cây này nữa là tuyệt vời. Nhưng mà bạn này chưa HOS. Trời ơi, Thiên Nguyên Kỵ Anh mà không có HOS support thì nó không có làm ăn gì được luôn, nó đánh như gãi ngứa. Nó yếu, vô cùng yếu. Còn đây là đi Anchora. Đây có thương quán tinh sao nhân mã đột phá siêu hạng level 55. Full set Shakespeare at Rip. Đây là Bakira đầu tiên của bản đề full. Phi Long Tại Thiên skin rất là đẹp này. Skin này thì mọi người tiêu hết 30.000 pha lê thì có thể nhận được. Đấy, chứng tỏ là trong vơ này bạn ấy tiêu hết 30.000 pha lê rồi đấy. Không sao, nói chung là đi Anchora full hàng full chấn. Đánh Elysia Rim rất là ngon. Tiếp theo là Asuka. Bạn ấy dưng hốt bạn ấy khó run lên 2S rồi. Cây chấn này không ngon lắm đâu. Bởi vì nó không được có nâng lên đột phá siêu hạn đấy. Top Asuka, Mid Marco Polo và Boss Minchion rơi lâu. Bởi lấy dưng hốt rank SS bạn ấy lắp đồ của BKE hoặc là lắp đồ của Palatino thì đều quẩy được hết, rất là mạnh. Mình đánh giá cao Blazing Hope nhé. Và bài Blazing Hope mà có thêm hơi chèm xem tiền support nữa thì tuyệt vời. Hoặc là Blazing Hope có thể cầm full set Paganini quẩy cũng rất là ngon. Nó gây sát thương cho cái giáp ấy. Bởi vì Blazing Hope là một Valkyria gây sát thương vật lý. Cho nên lắp Paganini rất là ngon. Tiếp theo là Elysia bạn ấy có cày lên SS rồi này. Có cả Top Kafka Mid Bot Elysia nhưng mà mỗi tội là chưa có chấn. Trời đau khổ ấy. Thôi thì Elysia chưa có chấn thì ra chuồng gà thôi chứ biết làm nào bây giờ. Mua Vút chưa có mở khóa. Raven thì rank 2S nhưng mà hơi tiếc là chưa có Oslot. Caron Pepper không có cày luôn, không có đồ. Chắc là không có đồ nên là bạn ấy không có cày. Không có ý định cày. Còn đây là kho vũ khí của bạn này. Bạn này mới level 82 thôi cũng có 1, 2, 3, 4, 5 cây. 5, 6. 6 cây đột phá siêu ẩn nhưng mà chưa có nâng mắc. Chưa nâng free được cây nào luôn. Là do mới đột phá siêu ẩn thôi. Ok, còn xem với thấy này có Top Mid Randa này. Mid Bot Murata, Mid Bot Elysia. Top Mid Wang Genji. Top Bot Duganier. Full Set Shakespeare phiêu bản. Mid Bot Anna. Hơi ít huyết thánh nhỉ. Mới chơi cho nên là bạn ấy hơi ít đồ một tí. Nhưng mà level 82 rồi thì thấy hơi bị toang ấy nhỉ. Có Cái gì từ cái gì đây. Ngụy Thần Auto Apocalypse cuối cùng đã trở thành một con boss. Boss trong MA rồi. Tuần trước báo cáo tuần. Ok, tuần trước thì bạn ấy xếp hạng 34,28%. BKA 19.000 điểm, Katsumi 23.000 điểm và Đám Ô Hợp 30.000 điểm. Vực thì bạn ấy đang 240 pha lê á. Bạn này vực đau khổ 2 à. Đang ở đau khổ 2 mọi người, trời ơi thôi. Trời ơi, còn thậm chí là không trụ được ở đau khổ 3 luôn. Nói chung là chắc là mới đột phá siêu hạn nên là hơi bị thọt một tí. Bạn nào mới đột phá siêu hạn thì đều thọt thôi. Nhưng mà sau này bạn ấy nâng được nhiều cây dắt vàng lên thì nó lại khác.
Ok, mọi người thấy đặc điểm như thế nào có thể comment xuống bên dưới để cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào mọi người, hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Bye bye.